Đông Định Vương, Nguyễn Lữ. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến khởi nghĩa Tây Sơn, chúng ta nhớ ngay đến Nguyễn Nhạc, một con người lịch thiệp, quảng giao, mưu trí như thần. Nguyễn Huệ, đại danh tướng trăm trận trăm thắng, nhà chính trị xuất sắc. Vậy, con người em út Nguyễn Lữ có những đóng góp gì cho sự nghiệp đất nước? Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về nhân vật này trong video ngay sau đây nhé! Đôi nét về Đông Định Vương Nguyễn Lữ. Nguyễn Lữ sinh năm 1754 tại làng Kiên Mỹ, huyện Tuy Viễn, là em thứ ba sau Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ. Lớn lên theo hai anh xuống Bàng Châu thụ giáo Đinh Công 2 năm, rồi lên An Thái theo học văn và võ của thầy Trương Văn Hiến. Nguyễn Lữ đã được thầy Trương Văn Hiến chân truyền cho môn miên quyền. Môn này cũng là món sở trường của Trương Công. Vốn người mảnh khảnh, tính nét hiền hòa, ưa thanh tịnh, khác với hai anh, ông học văn nhiều hơn là học võ. Tuy nhiên, ông cũng đã học hết các môn võ và chuyên về môn miên quyền. Ngoài ra, Nguyễn Lữ cũng chuyên về kiếm. Nhờ ở sự phối hợp giữa miên quyền và kiếm thuật, ông Lữ đã nổi danh về môn nhu kiếm. Về văn học, ông lại ham thích nghiên cứu về tôn giáo, cho nên khi cha là Nguyễn Phi Phúc qua đời, Nguyễn Nhạc về nối nghiệp của cha thì Nguyễn Lữ cũng thôi học, xuất gia theo Minh giáo, tục gọi là đạo Ma Ni, dùng phù phép để chữa bệnh, trừ tà như đạo phù thủy. Đạo Minh giáo thờ thần lửa gần giống với sự thờ cúng của các dân tộc ít người tại Tây Sơn Thượng. Nguyễn Lữ là bậc tu hành, sở nguyện là làm sao để quảng bá cho Ma Ni giáo, góp phần giữ đức và sửa đức cho thiên hạ. Nhưng rồi Giang Sơn bị đắm chìm bởi ách thống trị ngày càng tàn bạo của giai cấp phong kiến. Không còn con đường nào khác, Nguyễn Lữ đã cùng với Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và những người bị áp bức, cầm vũ khí, vùng lên khuấy nước chọc trời. Với tấm chiến bảo, Nguyễn Lữ đã hiên ngang, sửa đức theo cách đúng duy nhất của thời đại ông. Đó là trước hết phải diệt trừ quân tham tàn. Tính chất và đặc trưng tuy có khác nhau, nhưng Nguyễn Lữ nói riêng và ba anh em Tây Sơn nói chung đã làm như tổ tiên ta trước đó hơn ba thế kỷ đã làm vậy. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quần điếu phản trước lo trừ bạo. Nguyễn Trãi, trích Bình Ngô Đại Cáo. Nhờ môn miên quyền mà ông đã thu phục được nhiều anh hùng, vũ dũng, sống ngoài vòng cương tỏa của xã hội, những người ấy sau này đã trở thành những tướng sĩ của nhà Tây Sơn. Tướng hậu cần xuất sắc của nghĩa quân Tây Sơn. Ở Tây Sơn có một ngọn núi mang tên Nguyễn Huệ, đó là hòn ông Bình. Lại có đến hai ngọn núi mang tên Nguyễn Nhạc, đó là hòn ông Nhạc và núi Hoàng Đế. Nhưng Tây Sơn chẳng có ngọn núi nào mang tên Nguyễn Lữ cả. Nguyễn Lữ không để tên mình cho núi sông quê nhà, nhưng sự nghiệp buổi đầu của ông lại được nhân dân trìu mến dùng làm tên gọi cho một ngọn núi của Tây Sơn, núi Lãnh Lương. Truyền thuyết dân gian ở Tây Sơn kể rằng, để có lương thực phục vụ cho cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ, các lãnh tụ Tây Sơn đã chủ trương tìm cách tích trữ bằng nhiều nguồn khác nhau. Nguồn thứ nhất là tổ chức sản xuất tại chỗ mà nhân lực chủ yếu là nghĩa sĩ Tây Sơn. Trước khi xuất quân, nghĩa sĩ Tây Sơn tập trung thành từng đơn vị nhỏ khác nhau, đóng rải rác khắp Tây Sơn, vừa tập luyện vừa tham gia sản xuất. Nguồn thứ hai là huy động đóng góp của nhân dân nhiều địa phương khác nhau. Việc huy động này gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì nếu không thận trọng sẽ rất dễ bị chúa Nguyễn phát hiện và đàn áp. Nguồn thứ ba là tịch thu kho tàng của chúa Nguyễn. Nguồn này chỉ trở nên đáng kể sau khi khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Tạo nguồn thu và tìm cách tích trữ lượng lương thực đã là khó, bảo vệ lương thực đã tích trữ được lại còn khó hơn. Và công việc đặc biệt khó khăn này được Bộ Chỉ huy Tây Sơn tin cậy giao cho Nguyễn Lữ đảm trách, mặc dù khi bắt tay vào việc chuẩn bị khởi nghĩa, Nguyễn Lữ còn ở tuổi vị thành niên. Năm 1711, khi Nguyễn Nhạc dựng cờ khởi nghĩa, Nguyễn Lữ đã chuẩn bị khá chu tất cho mọi nhu cầu của quân đội Tây Sơn trong những cuộc chiến đấu quyết liệt đầu tiên. Bấy giờ không phải chỉ có lương thực và thực phẩm, mà cả đến vũ khí cùng với các loại quân trang, quân dụng, Nguyễn Nhạc đều tin cậy ủy thác cho Nguyễn Lữ đảm trách. Quân Tây Sơn hành binh bằng phương tiện thô sơ với một tốc độ cực nhanh, nhưng tinh thần và kỷ luật, sức khỏe của hàng vạn quân sĩ vẫn được bảo toàn tốt là điều khá kỳ bí trong lịch sử quân sự thế giới thời trung đại. Một trong những yếu tố tạo nên sự thần diệu ấy chính là lương thực, thực phẩm, trang bị cho binh sĩ trên đường hành tiến. Bánh tét, bánh tráng ỉu và thịt bò thưng, những loại lương khô độc đáo tuyệt vời. Liên tiếp trong những năm từ 1771 đến 1773, nghĩa quân Tây Sơn giành được nhiều thắng lợi lớn, mở rộng phạm vi hoạt động ở nhiều địa phương và đã ngự trị được ở vùng đồng bằng, nay thuộc các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Việc chăm lo hậu cần của Nguyễn Lữ vì thế mà cũng có nhiều biến đổi. Trước hết, lực lượng Tây Sơn ngày một đông. Nhu cầu về lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trang bị thiết yếu khác ngày một lớn. Việc cung cấp hậu cần cũng cần phải hết sức cơ động và linh hoạt.
Nguyễn Lữ tham gia khởi nghĩa Tây Sơn. Tổng chỉ huy tấn công của Tây Sơn vào Gia Định lần thứ nhất năm 1776. Khi Tây Sơn làm chủ được cả một vùng đồng bằng rộng lớn, đội ngũ những người chuyên lo hậu cần ngày một đông và kinh nghiệm hoạt động cũng dày dạn hơn. Nguyễn Lữ được chuyển hẳn sang đội ngũ những tướng lĩnh trực tiếp cầm quân ra trận. Để phá thế lưỡng đầu thọ địch, Bộ Chỉ huy Tây Sơn đã khôn khéo thực hiện chủ trương tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh. Nhờ mặt Bắc được tạm yên, Tây Sơn liền tập trung sức mạnh cho những trận đánh ở mặt Nam. Năm 1775, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, Tây Sơn đã thắng một trận rất lớn tại Phú Yên và đó là trận đại thắng mở đầu cho liên tiếp nhiều trận đại thắng tiếp theo. Sau trận Phú Yên, tướng của chúa Nguyễn là Tống Phúc Hiệp vì bị thua đau nên đành phải tạm chạy vào Nam để lánh nạn. Bấy giờ, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Thuần cũng chạy vào Gia Định. Tại đây, Nguyễn Phúc Thuần bắt đầu tập hợp lực lượng và chấn chỉnh đội ngũ để chuẩn bị tổ chức phản công. Điều không may cho Tây Sơn là tướng Lý Tài đã chạy sang đầu hàng Tống Phúc Hiệp. Đồng thời, Tống Phúc Hiệp lại còn thu phục được nhiều tướng khác. Trên cơ sở sức mạnh mới này, tập đoàn họ Nguyễn lập tức vạch kế hoạch phản công. Nếu không chủ động đối phó một cách tích cực và có hiệu quả, tình thế nhất định sẽ diễn biến một cách phức tạp và có chiều hướng ngày càng bất lợi cho Tây Sơn. Xuất phát từ nhận định này, Bộ Chỉ huy Tây Sơn đã quyết định cử Nguyễn Lữ làm tổng chỉ huy, đem quân đánh thẳng vào Gia Định. Tháng 2 năm 1776, Nguyễn Lữ bắt đầu lên đường. Lực lượng của Tây Sơn do Nguyễn Lữ chỉ huy trong trận đánh này bao hàm chủ yếu là thủy binh. Từ Quy Nhơn, quân Tây Sơn men theo duyên hải miền Trung ngày nay rồi vào cửa Cần Giờ mà đánh vào Sài Gòn. Bây giờ, xét về quân số thì lực lượng của tập đoàn họ Nguyễn có ưu thế áp đảo. Nhưng do hoàn toàn bị bất ngờ, chúng đã không thể nào chống đỡ nổi Tây Sơn. Chúa Nguyễn Phúc Thuần bị đánh bật khỏi Gia Định, bỏ cả quân sĩ mà chạy thục mạng về trấn biên. Nguyễn Lữ lập tức chia quân làm hai bộ phận đi truy kích. Bộ phận thứ nhất thì truy đuổi chúa Nguyễn Phúc Thuần, bộ phận thứ hai thì tiến thẳng xuống Long Hồ, quyết đánh tan lực lượng của họ Nguyễn đang đóng giữ tại đây. Một trận đánh khá lớn đã diễn ra ở Long Hồ và kết quả là Tây Sơn đã toàn thắng. Tướng chỉ huy lực lượng của họ Nguyễn ở đây là Bùi Hữu Lễ bị quân Tây Sơn bắt sống. Thấy những mục tiêu chính yếu đặt ra cho cuộc tấn công đã hoàn thành, Nguyễn Lữ liền rút quân về Quy Nhơn, chỉ để lại một bộ phận nhỏ làm nhiệm vụ giữ đất. Với trận tấn công này, chúa Nguyễn Phúc Thuần vẫn bảo toàn được tính mạng và lực lượng của chúa Nguyễn cũng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng thắng lợi của Nguyễn Lữ trong trận tấn công này có ý nghĩa rất to lớn đối với toàn bộ sự phát triển của phong trào Tây Sơn sau đó. Từ đây, quá trình sụp đổ thảm hại của cơ đồ họ Nguyễn diễn ra ngày một gấp gáp và vô phương cứu vãn. Cũng từ đây, sức cuốn hút mạnh mẽ của Tây Sơn đối với các tầng lớp nhân dân Gia Định bắt đầu. Nguyễn Lữ cùng với Nguyễn Huệ chỉ huy Tây Sơn tấn công vào Gia Định năm 1783. Năm 1782, quân Tây Sơn do Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ chỉ huy đã tấn công vào Gia Định lần thứ tư. Và với cuộc tấn công lần thứ tư đó, một lần nữa, Nguyễn Ánh bị đánh cho tơi bời. Mùa hè năm 1782, sau khi thấy tình hình Gia Định đã tạm ổn, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại rút đại quân về Quy Nhơn, giao đất Gia Định cho tướng Đỗ Nhàn Chập coi giữ. Thấy Đỗ Nhàn Chập chỉ có 3.000 quân mà đất Gia Định thì quá rộng lớn, khả năng kiểm soát và khống chế của Tây Sơn không cao. Nguyễn Ánh liền quay lại để tìm cách đánh trả. Bấy giờ, ngoài lực lượng của mình, Nguyễn Ánh còn nhận được sự trợ giúp của một số chiến hạm Pháp và Tây Ban Nha. Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Đỗ Nhàn Chập không sao chống đỡ nổi. Đất Gia Định mất dần vào tay Nguyễn Ánh. Lực lượng thân Nguyễn Ánh ẩn náu tại Bình Thuận cũng nhân cơ hội đó mà ngóc đầu dậy. Tình hình biến đổi theo xu hướng ngày càng bất lợi cho Tây Sơn. Với đầu óc thực tế, khách quan, Nguyễn Lữ có lẽ là người đầu tiên trong các tướng lĩnh nhà Tây Sơn sớm nhận thấy được những điểm mạnh cả về thiên thời, địa lợi, nhân hòa của Nguyễn Ánh. Tháng 2 năm 1783, Bộ Chỉ huy Tây Sơn quyết định cử Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đem quân tấn công vào Nam để trừng trị Nguyễn Ánh. Đó là cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ 5. Lần này, lực lượng của Tây Sơn gồm chủ yếu là thủy binh, cùng với Nguyễn Huệ và các tướng lĩnh cao cấp khác. Nguyễn Lữ đã có công tham gia vạch kế hoạch và trực tiếp chỉ huy những trận giáp chiến quan trọng. Đập tan phòng tuyến của Nguyễn Ánh thiết lập ở hai bên bờ sông Sài Gòn, giết chết tướng Tôn Thất Mân và bắt sống tướng Dương Công Trừng cùng với nhiều tướng lĩnh và quân lính của Nguyễn Ánh. Tổ chức truy đuổi Nguyễn Ánh và Châu Văn Tiếp khi cả hai hốt hoảng bỏ chạy. Châu Văn Tiếp buộc phải trốn sang tận Xiêm La, còn Nguyễn Ánh thì ẩn náu tại Ba Rồng, nay thuộc Tiền Giang. Tấn công vào xào huyệt ẩn náu của Nguyễn Ánh khiến cho Nguyễn Ánh bị đại bại. Các tướng thần tín của Nguyễn Ánh như Nguyễn Đình Thuyên, Nguyễn Văn Quý, Trần Đại Huề đều bị tử trận. Tướng Nguyễn Kim Phẩm thì bị bắt sống. Truy đuổi gấp gáp khiến cho Nguyễn Ánh phải bôn tẩu khắp nơi. Các tướng thần tín khác của Nguyễn Ánh như Tôn Thất Cốc, Tôn Thất Hoàng, Vinh Ma Ly và Tôn Thất Điền đều bị bắt và bị giết.
tướng Lê Phúc Điền về mặc áo Nguyễn Ánh để đánh lừa Tây Sơn thì Nguyễn Ánh mới thoát được. Từ đây, cuộc truy đuổi ngoạn mục của quân Tây Sơn đối với Nguyễn Ánh diễn ra liên tục trong mấy tháng trời. Nguyễn Ánh phải chạy hết đảo này đến đảo khác, dọc theo vùng duyên hải phía Tây Nam, hầu như chẳng có được một ngày nào bình yên. Đã có lúc, Nguyễn Ánh phải chạy ra ngoài biển khơi, cách đất liền những 200 cây số. Cuối cùng, để mong thoát được thế quẫn bách, Nguyễn Ánh đã cam tâm đi cầu ngoại viện, rước quân xâm lược Xiêm La về giày xéo đất nước mình. Cùng tham gia phát động và lãnh đạo phong trào Tây Sơn, Nguyễn Lữ đã trở thành một trong những danh tướng có tài năng trải rộng trên khá nhiều lĩnh vực khác nhau. Năm 1786, Nguyễn Lữ được phong là Đông Định Vương, trao trách nhiệm đứng đầu một vùng đất rộng lớn và có vị trí chiến lược rất quan trọng, tương ứng với Nam Bộ ngày nay. Tuy nhiên, vai trò của Đông Định Vương Nguyễn Lữ mờ nhạt dần. Nguyễn Lữ đã tỏ ra thiếu kiên quyết và sắc sảo trong nhiệm vụ quản lý đất Gia Định. Ông bỏ Gia Định về Quy Nhơn rồi qua đời tại đó năm 1787. Công tích đặc biệt lớn lao trong việc vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia vào cuộc khởi nghĩa, tổ chức, xây dựng lực lượng hậu cần hùng mạnh cho quân đội Tây Sơn của Nguyễn Lữ đã trở thành một huyền thoại lưu truyền hậu thế. Trong thâm tâm người dân đất Tây Sơn, An Khê, Vĩnh Thạnh, xưa, hình ảnh thầy Tư Lữ mãi mãi là một thủ lĩnh hiền hòa. Bạn cảm nhận như thế nào về Đông Định Vương Nguyễn Lữ? Hãy để lại cảm nhận xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đón xem các video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!